Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội thi trưởng ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn giỏi năm 2020. Cơ sở cách ly số 1 tiếp nhận và cách ly 81 công dân trở về nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn Teang bị phạt hơn 50 triệu đồng do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hưng Yên nhiều hoạt động quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Trước đó, tại phiên họp ngày 18 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Trong phần thảo luận ở hội trường, các đại biểu tập trung có ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, dự án luật bảo vệ môi trường. Nội dung trong chương trình kỳ họp ngày 19 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Nhìn lại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 có thể thấy Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Đối với công tác lập pháp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Trong đó đáng chú ý có nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có ý kiến đóng góp về một số nội dung quan trọng như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, nội dung liên quan đến kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và một số nội dung khác. Bên cạnh đó, trong chương trình tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế xã hội, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 1/2 thời gian họp theo hình thức trực tuyến, thể hiện sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm tạo động lực, đưa đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn để tiếp tục tiến bước. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020. Sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đến chúc mừng cán bộ phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên. Tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phát sóng các tin bài chương trình, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những chính sách lớn của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ động viên toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền
truyền hình tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của tỉnh, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp với những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thông tin kịp thời chính xác những vấn đề có tính thời sự, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tin bài, kịp thời cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình. Tặng hoa và chúc mừng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên, đồng chí mong muốn thời gian tới, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách, các chương trình của tỉnh đến với mọi người dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã tới tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đã cảm ơn lãnh đạo phóng viên hai cơ quan báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho tỉnh thông qua việc đưa tin bài phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh Hưng Yên. Qua đây góp phần quảng bá giới thiệu về mảnh đất con người Hưng Yên đến bạn bè trong nước và người nước ngoài. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, cán bộ phóng viên hai cơ quan tiếp tục có nhiều tin bài phản ánh kịp thời về các gương người tốt việc tốt, cách làm mới sáng tạo ở các địa phương trong tỉnh Hưng Yên để nhân rộng cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đến chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Hội Nhà báo Hưng Yên và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại những nơi đến thăm và chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng gửi lời chúc mừng, cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương trong thời gian qua đã luôn quan tâm tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, qua đó góp phần định hướng dư luận ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới các cơ quan thông tấn báo chí trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường tuyên truyền các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để Hưng Yên ngày càng phát triển. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và Tạp chí Phú Hiến. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời mong muốn Hội Nhà báo quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Có cơ chế khuyến khích hội viên, phóng viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, yêu cầu tập thể cán bộ, văn nghệ sĩ, cộng tác viên của Tạp chí Phú Hiến tiếp tục có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật mới viết về mảnh đất và con người Hưng Yên. Ngày 18 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên báo Hưng Yên và cơ quan thường trú báo Nhân dân tại Hưng Yên. Tại báo Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao những đóng góp của báo đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, báo Hưng Yên cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của tỉnh để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh kịp thời chân thực và sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, quyết liệt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng với những luận điệu sai trái, đưa các ấn phẩm báo chí đến được đông đảo quần chúng nhân dân, tiếp tục đổi mới hình thức tờ báo để hấp dẫn bạn đọc. Tặng hoa và chúc mừng cơ quan thường trú báo Nhân dân tại Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Phóng mong muốn thời gian tới, cơ quan thường trú báo Nhân dân phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tới tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và báo Quân đội Nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự hợp tác quan tâm đồng hành của lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương trong thời gian qua. Về những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn hạn chế mà tỉnh Hưng Yên đang gặp phải. Để từ đó, tỉnh đề ra những giải pháp phù hợp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa Hưng Yên ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban sở ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị doanh nghiệp đã đến tặng hoa chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn mong muốn
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối qua, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 2 năm 2020. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên. Giải báo chí Nguyễn Văn Linh năm nay thu hút sự tham gia của các cơ quan báo chí và 7 đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh với gần 80 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động các mặt của đời sống xã hội, những vấn đề thời sự của đất nước, của địa phương gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ban tổ chức đánh giá cao nhiều tác phẩm có chất lượng, có tính phát hiện những vấn đề mới, những điển hình tiên tiến, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, đề ra được những giải pháp khả thi, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực, được dư luận quan tâm. Ban tổ chức đã trao 22 giải, gồm 2 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 12 giải khuyến khích. Hai tác phẩm đoạt giải A là Lối cũ không theo của nhóm tác giả Ngọc Anh, Nguyên Trương, Minh Đức, Quốc Huy, Phú Thái, Xuân Hùng, Ngọc Kiên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Xã Cương Chính tràn lan công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của tác giả Đức Nhuận, báo Hưng Yên. Giải báo chí mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được tổ chức nhằm động viên khích lệ đội ngũ người làm báo hăng say, sáng tạo và rèn luyện, có nhiều tác phẩm hay, có chất lượng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội thi trưởng ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn giỏi năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia hội thi có 10 thí sinh là trưởng ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn tiêu biểu của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức tổng hợp và xử lý tình huống. Tại hội thi, 10 thí sinh đã đem đến nhiều cách thức ra mắt phong phú, xử lý tình huống sáng tạo. Hội thi là hoạt động thiết thực gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm thanh tra nhân dân ở xã phường thị trấn, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên. Kết thúc hội thi, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao một giải nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Quân, trưởng ban thanh tra nhân dân xã Bế Sảo, huyện Văn Giang. Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại. Tối ngày 18 tháng 6, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận và cách ly 81 công dân đang làm việc và sinh sống tại COES trở về nước. Sau khi có mặt tại trung đoàn, các công dân đã được đội ngũ cán bộ y tế và đơn vị kiểm tra thân nhiệt chu đáo và khai báo y tế theo đúng quy định. Qua kiểm tra y tế, các công dân đều có sức khỏe tốt. Sau khi được tiếp nhận, các công dân sẽ được cách ly theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày theo quy định. Trong thời gian thực hiện cách ly, Trung đoàn 126 đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giường chiếu, chăn màn, vật dụng sinh hoạt cho từng công dân. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện cách ly, công dân sẽ được cán bộ chiến sĩ trung đoàn đảm bảo phục vụ 3 bữa ăn theo chế độ, được nhân viên y tế tổ chức thăm khám, theo dõi sức khỏe chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cừ đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo dòng chảy vốn tín dụng chính sách đến với người dân dễ dàng, kịp thời và đầy đủ, góp phần quan trọng vào mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cừ đã giải ngân cho hơn 6.400 khách hàng với số tiền trên 279 tỷ đồng, đồng thời thực hiện bổ sung nguồn vốn ưu đãi và kéo dài thời gian trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động tham mưu và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét bố trí chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện giải pháp mở rộng tín dụng chính sách xã hội, đẩy lùi tín dụng đen. Đến nay đã có 374 khách hàng thuộc hộ nghèo, 393 khách hàng thuộc hộ cận nghèo được vay vốn và mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Để mạnh tìm kiếm những thị trường tiêu thụ mới, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết được nhiều đơn hàng tiêu thụ thép trong nước và xuất khẩu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát Hương Yên đã ký hợp đồng xuất khẩu 120.000 tấn phôi thép với giá trị trên 1.000 tỷ đồng sang thị trường Trung Quốc. Thời gian giao hàng làm nhiều đợt, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2020. 5 tháng đầu năm, Hòa Phát đã xuất khẩu trên 500.000 tấn phôi tới thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN. Cùng với đó, công ty đã ký kết hợp tác là nhà cung cấp các sản phẩm ống thép dùng để sản xuất các dụng cụ thể dục thể thao với công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Health Việt Nam thuộc tập đoàn Johnson. Đây là tập đoàn đứng thứ 3 toàn cầu về lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu phát triển, tiếp thị dụng cụ tập thể dục thể thao. Có được kết quả này là nhờ Hòa Phát thực hiện nhiều giải pháp nâng cao công nghệ chất lượng, khả năng giao hàng nhanh với khối lượng lớn, đặc biệt là lợi thế về logistics với cảng biển nước sâu cũng như giá thành cạnh tranh. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Teang có địa chỉ tại đường 206, khu công nghiệp Phố Núi A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra thực tế tại công ty, đoàn kiểm tra đã phát hiện hai hành vi vi phạm hành chính tại đây. Một là sử dụng nguyên liệu không có thời gian sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc ghi thời hạn sử dụng. Hai là nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Tổng số tiền phạt cả hai hành vi là gần 51 triệu đồng. Được biết, sau một tháng kiểm tra, đoàn đã kiểm tra 15 cơ sở, có 3 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt là gần 60 triệu đồng. Hiện đoàn đang tiếp tục kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nguyên liệu, phụ gia thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 26 tháng 6. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em sáng ngày 19 tháng 6, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi truyền thông, các em đã được nghe cán bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn và đào tạo CTS Hương Yên truyền tải những thông điệp về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, các vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em, hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em. Nhân dịp này, thông qua Quỹ Bảo vệ Trẻ Em tỉnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam VAB đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên hiện có trên 350.000 trẻ em, trong đó có tới 10.000 em có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các em có điều kiện sống, học tập và ổn định cuộc sống, những năm qua, các cấp chính quyền cùng toàn thể cộng đồng xã hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Ba anh em Tuấn Toàn và Mỹ Tiên ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, sớm mồ côi bố, mẹ bỏ đi biệt tích nên phải sống dựa vào bà nội đã già yếu, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước hoàn cảnh của các em, nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ bốn bà cháu sửa sang lại căn nhà khang trang. Các em được đến trường trong sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè. Sự quan tâm động viên của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân đã giúp các em có cuộc sống ổn định hơn, thêm phần tự tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ba anh em quay ở bếp bàn, được các cấp chính quyền, thầy cô giáo, các bạn giúp đỡ, cảm thấy rất là vui và hứa sẽ cố gắng học tập. Ở trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, đang nuôi dưỡng trên 200 trẻ em, chủ yếu là trẻ em khuyết tật, chậm phát triển. Ở đây các em được các cô chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, được dạy văn hóa, dạy nghề, phù hợp với năng lực và độ tuổi của mình. Từ đó giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật từng bước xóa bỏ mặc cảm và tự tin trên bước đường học tập, lập thân, lập nghiệp cho bản thân. Các thầy cô giáo cũng như là cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường thì rất là cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho các em, để các em có thể hòa nhập với cộng đồng, các em có cơ hội để học văn hóa, học nghề. Và hàng năm thì trường cũng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp ban ngành, các đồng chí lãnh đạo, các doanh nghiệp để góp phần làm cho cuộc sống của các em tốt đẹp hơn. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành và sự tham gia ủng hộ tích cực của cả cộng đồng.
Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ và chăm lo cho trên 5.000 lượt trẻ em trên địa bàn, phối hợp trao học bổng và xe đạp đến trường cho 332 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cái trường và đặc biệt các cái nhà hảo tâm hãy chung tay để ủng hộ cho để chúng ta có một cái nguồn lực để chúng ta chăm sóc cho trẻ em của toàn tỉnh chúng ta được tốt hơn. Bằng sự chung tay của cả cộng đồng, mong sao thời gian tới nhiều trẻ em không may mắn có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ giúp đỡ ổn định cuộc sống, có cơ hội phát triển toàn diện, đồng thời cũng tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp các ngành, toàn thể gia đình và xã hội về vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em để các em được phát triển toàn diện hơn.